Xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang được xem là một trong những thủ phủ lớn và nổi tiếng của mật mía ở tỉnh Hà Tĩnh. Nghề làm mật mía nơi đây có từ hàng chục năm trước và đã tạo được thương hiệu. Thời điểm giáp Tết Nguyên Đán, làng mật mía lại nhộn nhịp đỏ lửa đêm ngày để thực hiện các công đoạn cho ra lò những mẻ mật thơm lừng, sánh mịn, chất lượng, phục vụ thị trường. Mía được trồng từ đầu năm đến cuối năm thì cho thu hoạch cây. Trong quá trình nấu mật, người dân dùng một chiếc môi lớn, cán dài, đảo liên tục, đều tay. Khi nước mía sôi ùng ục, sẽ dùng chiếc vợt có lưới bằng vải mùng vớt bọt, tạp chất cho đến khi hết. Tiếp đó, qua khoảng 3-4 giờ nấu liên tục là có thể thu được mật thành phẩm đạt tiêu chuẩn. Theo một số người dân làm mật mía ở xã Thọ Điền, nghề làm mật mía là công việc truyền thống của nhiều gia đình, tuy vất vả nhưng đổi lại thu nhập ổn định. Do vào dịp gần Tết, người dân đặt mật mía nhiều nên các gia đình thường phải dậy từ 4 giờ sáng để triển khai các công đoạn làm mật. Công đoạn kéo mật công phu, mất thời gian, phức tạp nhất. Người nấu mật phải đảo liên tục đều tay. Khi mật sôi, nếu không kịp vớt ván bọt, làm mật trào sẽ có màu đen, kém thơm ngon. Khi nước mía chuyển qua sền sệt, có màu nâu vàng, công việc nấu mật mới hoàn tất. Là một trong những hộ dân chuyên sản xuất mật mía lớn ở xã Thọ Điền, dịp này gia đình chị Đoàn Thị Nhàn mỗi ngày ép được khoảng 4-5 tấn mía tươi, nấu được hàng trăm lít mật thương phẩm. Mật mía ở đây thì có đặc trưng hơn ở những nơi khác, đó là đặc, trong, sạch và màu vàng, đẹp, thơm. Một ngày chúng tôi nấu được khoảng 200 lít mật. Mẹ như thế này ta thường thường mất khoảng 4 tiếng, 5 tiếng. So với mỗi năm thì thường năm nay là rất sôi động, hiện tại là đang chạy hàng. Hiện tại thì hợp tác xa đang bán với giá 60-70 ngàn một lít. Theo chị Đoàn Thị Nhàn, năm 2020, sản phẩm mật mía của gia đình đã được công nhận OCOB, mỗi xã một sản phẩm, cấp tỉnh. Khi thành phẩm, mật mía được cho vào chai nhựa với nhiều kích cỡ khác nhau, sau đó dán tem nhãn để người tiêu dùng có thể kiểm tra được nguồn gốc xuất xứ. Từ khi sản phẩm mật mía được công nhận OCOB cấp tỉnh, đây là bước đệm để sản phẩm được khẳng định chất lượng và có thêm nhiều cơ hội mở rộng thị trường, người tiêu dùng đã biết đến nhiều hơn. Ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thọ Điền cho biết, hiện toàn xã Thọ Điền có gần 200 hộ dân trồng mía với diện tích gần 30 hectare. Trung bình mỗi năm làng mía của địa phương cung cấp ra thị trường gần 160-200 tấn mật thương phẩm, mang về cho người dân nguồn thu khá. Đặc biệt công việc cho thu nhập năm nay cao hơn năm ngoái nên bà con rất phấn khởi. Ước tính toàn xã có doanh thu hơn 10 tỷ đồng từ sản phẩm thế mạnh này. Hiện địa phương cũng đã xây dựng hợp tác xã mật mía Sơn Thọ và vận động người dân tham gia để mở rộng quy mô, sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện thu nhập cho người dân.